Cây bằng lăng tím cao khoảng 4 mét, đơm hoa đầy tán và rất đông người dân đứng chụp ảnh nằm ven quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Các bạn trẻ đặt cho biệt danh là cây bằng lăng đẹp nhất Việt Nam, lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người, nhiều lứa tuổi đã tìm đến chụp những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm, đông nhất là vào những ngày cuối tuần, mặc dù nơi đây cách xa trung tâm thành phố Phan Thiết 30 km.